Mình xin chào cả nhà nha. Sau khi vào tham dự lễ cưới giới Sima chùa Tầm Ơn xong, đoàn của chúng mình lại tiếp tục ghé vào một địa điểm mới, đó là chùa Thiền Trong. Giờ mình xin mời cả nhà cũng theo chân mình vào quý ngôi chùa này nha. Chùa Sông Rông, ngôi chùa Khmer tuyệt đẹp ở Sóc Trăng. Sóc Trăng được biết đến như thủ phủ của những ngôi chùa tháp. Ngoài những không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của bà con đồng bào Khmer, những ngôi chùa còn là điểm đến không thể bỏ qua của khách thập phương trong hành trình khám phá vùng đất miền Tây Nam Bộ. Mỗi ngôi chùa mang phong cách hoàn toàn khác nhau, đem đến cho du khách từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong đó không thể không nhắc đến đó là ngôi chùa Bô Tung Quân Sa Sầm Rông. Chùa Bô Tung Quân Sa Sầm Rông được người dân địa phương quen gọi là chùa Sầm Rông, tọa lạc tại số 367 Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo các vị sư kể lại, chùa Sầm Rông được xây dựng năm 1785, trải qua 12 đời chủ trì. Ban đầu là bằng tre lá tạm bợ, sau nhiều lần trùng tu và khang trang như hiện nay. Với cái tên Sầm Rông thì do nguyên nhân trước đây vùng này có rất nhiều cái dãy mang tên Sầm Rông, một quán chùa, từ đó chùa có tên loại cây này hàng trăm năm qua. Hiện nay chùa chỉ còn hai cây Sầm Rông đang phát triển rất tốt. Rất tiếc là mình tìm trên Google mình chưa tìm ra cây của Sầm Rông này hình dạng nó như thế nào. Đặc biệt trong khuôn viên chùa có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn uy nghi phúc hậu ở ngoài trời, với chiều dài là 63 m, cao là 22.5 m, đặt chính cao 28 m so với mặt đất, có trọng lượng là 490 tấn. Hàng ngày khách thập phương cũng vào chùa viếng cũng khá đông, nhưng hôm nay càng đông hơn vì bên chùa Tầm Ơn cũng làm lễ kết giới Sima. Các bà con Phật tử từ chùa Tầm Ơn trên đường về cũng tranh thủ ghé đâu vào chùa để viếng Phật nằm. Ngoài ra ngày mai chùa cũng có tổ chức đặt bát cho các vị sư, vì thế những lượng khách vào chùa cũng khá đông hơn thường ngày. Ăn cháo cả nhà ơi. Do thời gian hạn hẹp cho nên mình chỉ đi thăm quan sơ qua thôi. Khi nào có thời gian mình sẽ quay cận kẽ hơn gửi đến cả nhà. Bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng lên chiêm bái Phật nằm nha. Do thời gian hạn hẹp cho nên mình chỉ là tham quan sơ qua thôi các bạn nha. Lúc mình xuống xe thì khoảng cỡ 2 giờ mấy, gần 3 giờ rồi. Đến 3 giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu lên xe về nhà. Hôm nay chủ yếu là đoàn của mình vào viếng Phật nằm thôi, còn một số hạng mục khác thì xin hẹn với cả nhà vào dịp khác nha.
do thời gian mình quá eo hẹp cả nhà ơi. Cho cha mày thấy mày đi. Đi trước đi, đi trước đi. Ở đường trước đây ở. Dạ, con mình sẽ xuống và chuẩn bị lên xe về cả nhà. Đừng cái bóp túi. Trường tỷ. Trường tỷ. Đẹp luôn cả nhà ơi, cổ kính ghê luôn, rất rất là uy nghi luôn cả. Đấy, cột cột thên thang luôn cả nhà ơi. Đây, một trong những phòng. Cộng ghê luôn trời. Cầu ở trong phòng luôn á. Có một cái phòng rộng lắm sao. Mỗi một cái phòng là có toilet riêng luôn cả nhà. Ghê trời. Ba. Xong rồi cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Đây, cột đây. Nhìn sơ qua chẳng khác nào là một lâu đài cả nhà. Wow, nhìn cái cột không là cũng bằng bằng. Trời rộng thênh thang luôn trời. Cái bạch để là khinh là. Chứ bà xin lá mình được ở nâng tế. Hé dạ. Tao vô tao bán này lục trăm. Nắng vô môn bay đâu lắm. Cái cái cũng quan sát đó. Dế nó. Dế mỏ nó. Dế mỏ nó. Nắng nó dế nó. Dế nó bằng nấu. Tại dế nấu. Cái làm cái chỗ đó làm cái mỏ chỗ đấy.
Nụ cho bà. Nguyễn thôi mà nó nụ cổ rồi. Là dì ai tới mà to lắm hả? Lắm. Thằng Nít cắt cái phí tình thế nó. Dạ. Cũng không thấy hết rồi, cũng thấy cũng liếm thấy này nắng này. Mà nó thấy phát phí mệt như nó rồi. Thấy con hả con? Một chai chả sẽ không đổi gì đâu coi. Cô mới mua quan đi nè cô. Em có đâu, em bán kia kìa, mình kia kìa, mình kia kìa. Video mình xin kết thúc tại đây cả nhà nha. Chúc cả nhà qua những giây phút xem video thật vui vẻ. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Xin chào cả nhà nha.